hiệu quả lớn dành cho U19 Hàn Quốc. Cầu thủ mang áo số 15 là Park Seong-ho sẽ vào sân. Một cái tên rất đáng chú ý và là một trong những cầu thủ được chờ đợi nhất tại vòng chung kết giải U19 châu Á năm nay. Park Seong-ho sẽ vào sân để thay thế cho Lee Jong-min, một cầu thủ đã ghi bàn ở trong trận này. Park Seong-ho sẽ thực hiện quả đá phạt góc dành cho đội tuyển U19 Hàn Quốc. Có mặt ở trên sân. Này, Công Phượng đá rất thấp. Và cầu thủ này càng chơi thấp hơn khi mà Xuân Trường đã rời sân trong khi Tuấn Tài có mặt. Phượng đang đá ở vị trí của một cầu thủ kiến tạo. Khoảng trống quá lớn và chúng ta đã phải nhận thêm một bàn thua nữa. Và đó là Park Seong-ho, cầu thủ đang chơi cho đội Barcelona Juvenil A, đã cho thấy đẳng cấp của mình. Chỉ cần lộ ra một chút khoảng trống thôi và dù ở một khoảng cách xa so với khung thành của Văn Trường thì cầu thủ này vẫn mang về cho U19 Hàn Quốc thêm một bàn thắng nữa. Việc không sử dụng Park Seong-ho ngay từ đầu cho thấy rằng thủ môn của U19 Hàn Quốc Lee Tae-hui sẽ có một trận đấu dễ dàng vì huấn luyện viên của họ, ông Kim Sang-ho, hoàn toàn tự tin cho khả năng giành 3 điểm. Và Park Seong-ho rõ ràng là một giải pháp lâu dài, có nền tảng thể lực tốt và thể hình của họ thì rất đều. Park Seong-ho đều đang bị ngăn chặn. Lại là Park Seong-ho. Kim Gun-hee